Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi dần. Đây là video clip anh Ba Tử Vi tổng hợp cái tử vi của tháng Bính Thìn đối với người tuổi tất cả những người tuổi dần cho cái năm 2018. Tháng Bính Thìn năm 2018 tức là tháng 3 âm lịch và nó bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Với cái người tuổi dần, tháng Bính Thìn là một cái tháng có nhiều cái sự đặc biệt khác nhau. Trong đó mà phải nói nhất là người tuổi Giáp Dần thì có nhiều cái điều mà cần phải chú ý ha. Nhâm Dần, Giáp Dần là hai cái tuổi mà sẽ có rắc rối trong công việc khá nhiều. Và tại sao điều đó xảy đến thì chúng ta sẽ xem là cái dấu hiệu nào báo lên cái điều đó. Thì đầu tiên hết á, người mà của tuổi Dần á, thì em sẽ làm là người tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, có người ta còn gọi là xuất sơn chi hổ, tức là hổ xuống núi. Mệnh là tùng bá mộc, là gỗ cây tùng đó. Do là cái tuổi này á, là em không có làm cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho cái tuổi Canh Dần, cho nên em sẽ nói sơ về cái tử vi của năm 2018 đối với cái người tuổi Canh Dần, nam và nữ mạng. Sau đó em sẽ xét vào tháng Bính Thìn để mọi người biết rằng là toàn năm của mình như thế nào và ứng vào trong cái tháng này nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết đó là nam mạng Canh Dần đó thì là mạng tòng bá mộc ha, thì gặp năm bình địa mộc là mạng mộc đồng hàng, cho nên là bổn mạng không có gì vấn đề gì mà lo lắng. Sao của nam mạng là vân hớn, cái sao này đem lại rối rắm và nặng tai. Hạn là địa võng, nhiều âu lo. Vận niên thì được một cái vận niên khá là ngon lành, đó là vận niên thỏ lộng nguyệt, tức là thỏ dẫn trăng, một cái vận nguyên mà về đem lại nhiều điều mà gọi là mình thoải mái êm đềm mà tới thôi, thì rõ ràng là đúng rồi. Tại vì các anh sinh năm 1950 thì các anh ở tuổi này thì cũng gần như là đã, nếu mà đi làm ở cơ quan sản xưởng thì đã là hưu rồi, còn các anh chắc là đang là kinh doanh bên ngoài thì có nữa đi, thì với cái kinh nghiệm và cái sự từng trải của người tuổi Dần ha, gặp chữ Canh nữa là luôn luôn cái gì đó cũng một mình tự quyết, thì sẽ không có gì là khó khăn đối với cái năm này nha. Thiên can á, chữ Canh gặp chữ Mậu là bình hòa. Tuy nhiên á, chữ Canh nó là thuộc kim, chữ Mậu là thuộc thổ, như vậy là thiên can là sinh nhập về ngũ hành, có lợi, dễ sinh tiền tài ha. Nếu mà công việc ở bên ngoài mà các anh làm thì rất là dễ sinh tiền tài. Nhưng mà địa chi á, là Dần gặp Tuất, là Dần gặp Tuất là Dần ngọ Tuất là tam hợp, nhưng đồng thời cũng là tam tai, và tam tai năm cuối, cho nên có thể nói là tam hợp hóa tam tai. Nhưng mà dù gì đi nữa thì đây là cũng năm tam tai, gia đạo rất là dễ rầy rà, nhưng mà cũng không quá to lớn. Còn đối với nữ mạng đó thì mạng cũng là tòng bá mộc, đúng không? Thì mạng mộc đồng hàng, sức khỏe không có gì đâu ra. Nhưng các chị nữ thì không may mắn gặp sao La Hầu. Là sao La Hầu thì hao tốn, ốm đau. Mà sao La Hầu là một cái tinh quân rất là xấu đối với nam giới, nhưng mà đối với nữ thì nó cũng là có cái sự thiệt hại, chứ không phải là không có sự thiệt hại, không tốt. Sao La Hầu thì đối với người mạng mộc thì nó không quá tác dụng nặng nề, tuy nhiên nó cũng là một tinh quân xấu, cho nên là các chị cần để ý. Hạn là địa võng, cũng nhiều việc lo giống như là các anh nam. Vận niên thì cũng giống vậy, thiên can cũng canh gặp mậu, cũng y chang, địa chi cũng như các anh nam. Thì như vậy thì xét toàn năm thì các anh nam dưỡng sao vân hớn, các chị nữ dưỡng sao La Hầu, nhưng là sao La Hầu lại không có nhiều tác dụng đối với cái người mà hành mộc, cho nên là có thể nói là các anh chị đều là những người mà sẽ phải gặp rối rắm trong công việc. Nhưng mà các chị mà sinh năm 1950 thì em nghĩ là đã không còn làm việc nhiều, kinh doanh thì các chị cũng chỉ là an phận thủ thường, cho nên là không quá phải lo lắng. Thì đó là cái tử vi của năm Mậu Tuất đối với cái tuổi Canh Dần, nam và nữ mạng sơ khởi. Thì đối với cái tháng mà tháng Bính Thìn
của năm nay, tức là tháng 3 âm lịch đó, là tháng Bính Thìn là tháng thổ. Các anh các chị là mệnh mộc, như vậy là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, người ta gọi là đề phòng tai nạn. Tuy nhiên mà tai nạn thì cũng nhẹ nhàng, bệnh nếu mà có bệnh nạn thì bệnh nó cũng không có quá nặng, dễ dàng vượt qua. Đồng thời là các anh các chị là có một cái năm về bổn mạng là mộc với mộc là đồng hàng, cho nên là không quá phải lo lắng. Thiên can á, thì chữ Bính của Bính Thìn nó khắc chữ Canh của Canh Dần của các anh các chị, gọi là tháng khắc thiên can, công việc dễ có khó khăn, gây hao tốn, lâm vào bế tắc. Thiên can nó ảnh hưởng nhiều về phần công việc, cho nên là các anh các chị cần để ý công việc của tháng này, có thậm chí là nó sẽ sinh hao tài. Bản thân thì các anh các chị thì cả năm á, thì Canh với Mậu thì được sinh nhập thật, nhưng mà đó là sinh nhập về nạp âm ngũ hành, còn cái này là về thiên, về tử vi là đã là khác rồi, cho nên là các anh các chị cần để ý nhiều ha. Địa chi á, Dần Thìn thì có thể nói là tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc gì nhau. Nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành á, Dần là mộc, Thìn là thổ. Như vậy á là ngũ hành á là địa chi tương khắc mộc với thổ, cho nên là sẽ có nhiều điều buồn phiền, thậm chí là không có tốt lành lắm về gia đạo, có thể là con cái gây cho một chút buồn phiền gì đó đối với anh chị. Như vậy đối với cái tử vi của tháng Bính Thìn đối với anh chị thì có khá khá cái khắc. Đầu tiên mạng là mộc khắc thổ là một cái ha, thiên can Bính khắc Canh, rồi địa chi Dần với Thìn, xét về nạp âm ngũ hành là cũng khắc. Như vậy là nội tại không khắc cái này thì cũng ngoại ngoại tử vi cũng khắc cái kia. Cho nên đối với cái người Canh Dần, dù là nam hay nữ mạng, thì tháng Bính Thìn này cũng là một tháng không có suôn sẻ. Cho nên các anh các chị cần để ý, nhất là các chị dưới sao La Hầu, một cái sao rất là dễ đem lại hao tốn do ốm đau, mà tháng thì bị mộc khắc thổ nữa, cho nên là bản mệnh khắc tháng nữa, cho nên là sẽ có nhiều điều không tốt lành. Rồi tiếp theo người tuổi Dần, đó là người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Người ta còn gọi Nhâm Dần là quá lâm chi hổ, là hổ qua rừng. Mệnh là kim bạch kim, tức là vàng pha bạc đó. Rồi thì do cái tuổi này em cũng chưa có làm tử vi của năm Mậu Tuất 2018, cho nên em cũng sẽ phân tích sơ về cái tử vi của năm 2018 đối với cái người nam và nữ Nhâm Dần. Đầu tiên hết, nam mạng của Nhâm Dần thì mạng kim bạch kim gặp năm bình địa mộc, là tương khắc mạng kim khắc mộc. Thì sao thủy diệu, sao của các anh là sao thủy diệu, có chuyện buồn. Hạn là thiên tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên thử quy điền, chuột về đồng tốt. Thiên can cái chữ Mậu khắc Nhâm, Mậu của Mậu Tuất khắc chữ Nhâm của Nhâm Dần, năm khắc thiên can, thì sẽ bất an, công việc khó khăn, nhiều điều không tốt cho công danh. Rồi địa chi Dần gặp Tuất là tam hợp, mà cũng là tam tai. Gia đạo rầy rà nhưng mà không quá to lớn. Còn đối với các chị ha, mạng cũng kim bạch kim, cũng bị là kim khắc mộc, nhưng các chị rất là may mắn gặp sao mộc đức, may mắn danh lộc tốt. Tuy nhiên cái sao mộc đức là thuộc hành mộc, mà các chị mệnh kim, mạng của các chị khắc cái sao, cho nên là bản thân cái sao mộc đức không đem lại những cái điều tốt đẹp như vốn dĩ của nó đối với cái người mà mệnh kim nữ mạng Nhâm Dần. Thiên can thì cũng giống như là các anh nam, vận niên thì cũng như vậy. Địa chi Dần gặp Tuất tam tai, cũng tam hợp ha, gia đạo rầy rà một tí xíu. Như vậy là xét về tổng thể mà nói thì mạng của cả các anh các chị người Nhâm Dần á, thì đều là bị tương khắc. Vận niên á, mà thì tốt. Về thiên can thì Mậu khắc Nhâm, công việc nó dễ sinh rối rắm rầy rà, không có tốt. Rồi như vậy vận vào tháng Bính Thìn đối với tuổi của các anh các chị thì tháng Bính Thìn là tháng thổ. Các anh các chị mệnh kim
như vậy là tháng này được thổ sinh kim, là bản mệnh được tương sinh, rất tốt cho sức khỏe và còn có ảnh hưởng tốt cho các tinh quân mà mang đến điều may mắn ở trong mệnh của chúng ta. Khi em nói là bản mệnh mình được tương sinh thì cái tinh quân tốt nó cũng sẽ được tổng thể được tốt lên, rất là nhiều điều mà may mắn. Không phải là mạng là chỉ cái ảnh hưởng bổn mạng không thôi, mà bổn mạng nó còn ảnh hưởng được nhiều thứ khác nữa, cho nên có thể nói như vậy. Thiên can chữ nhâm khắc bính, thiên can khắc tháng, công việc khó khăn, bị cạnh tranh chống phá nhưng vẫn có cơ hội giải quyết được. Còn mà thiên can của cả năm là mậu nó khắc nhâm nữa, đã công việc của cả năm đã có cái mầm móng của cái sự gọi là chống phá, cái mầm móng của cái sự không tốt vào cái tháng này thiên can ha, cái chữ nhâm nó lại khắc chữ bính nữa, như vậy là thiên can lại một lần nữa tương khắc, như vậy là công việc và mọi điều về cuộc sống sẽ dễ gây ra khó khăn ở trong năm này, các anh các chị cần cẩn thận ha. Dần thìn thì nếu xét về tử vi á, là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, cũng không có tương hợp. Tuy nhiên dần nó thuộc hành mộc, thìn thuộc hành thổ, ngũ hành là về địa chi là tương khắc. Xét về bên trong cho nên là có thể nói là gia đạo nó cũng có một chút xào xáo nhỏ, không có đáng kể. Như vậy mà xét về tháng bính thìn của người nhâm dần thì rõ ràng là công việc là cái điều mà các anh các chị cần phải chú ý ha, coi chừng là mình đã bị mậu khắc nhâm rồi, bây giờ nhâm nó khắc bính nữa thì phải để ý thật nhiều. Tuy nhiên là các anh các chị cũng đỡ được một phần là do mạng của mình được tháng tương sinh. Hy vọng rằng với cái mạng được tháng tương sinh này, nó sẽ đem được nhiều điều may mắn, giúp cho những cái tinh quân tốt ở bên trong cái tử vi của cả năm sáng lên và khắc chế bớt cái sự mà tương khắc về thiên can cả tháng và năm luôn ha. Phần địa chi thì nó không quá to lớn đối với người tuổi nhâm dần ha, nhưng mà đối với mà các chị thì không lo lắng, nhưng mà các anh là có sao thủy diệu, một cái sao mà có chuyện buồn, vốn dĩ mà đã có chuyện buồn rồi mà gặp công việc mà làm ăn như vào như thế này nữa thì nó sẽ dễ sanh ra rầy rà, gặp hạn thiên tinh rối rắm tranh chấp nữa. Cho nên nếu như là các anh mà đừng để xảy ra tranh chấp trong cái tháng này, phần thiệt sẽ là của các anh ha. Còn các chị thì có sao mộc đức thì nó cũng tương đối là dễ dàng. Rồi tiếp theo đó là người tuổi dần, tên người giáp dần, sinh năm 1974, người ta gọi là lập định chi hổ, tức là hổ tự lập, hổ tự lớn. Mệnh là đại khê thủy, nước khê lớn. Thì cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với người giáp dần là mình đã làm rồi, cho nên là mình sẽ không nói lại, mình sẽ nói vào cái tháng thôi. Thì tháng bính thìn là tháng thổ, mệnh của người giáp dần là mệnh thủy, như vậy là tháng khắc bản mệnh xấu, đề phòng bệnh nạn ảnh hưởng xấu đến công việc, có thể là sẽ có phải có bệnh ở trong cái tháng này hoặc là không khỏe khoắn. Thiên can á là giáp bính, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ngũ hành của giáp là mộc ha, ngũ hành của bính là hỏa, cho nên là ngũ hành sinh xuất dễ hao tài trong công việc, nhưng có cái chủ đích, dù gì nó cũng là dòng tương sinh mộc hỏa, nhưng là mình là mộc, nó là hỏa, nhưng mà nó là sinh xuất thôi, cho nên là cần để ý. Địa chi thì cũng như những cái tuổi trên, dần thìn thì không có xung không khắc gì cả, nhưng mà nó là tương khắc về nạp âm ngũ hành. Như vậy thì có thể nói rằng người mà giáp dần, cả nam nữ mạng đều có những cái cần phải chú ý, nhất là về bổn mạng. Tại vì sao? Tại vì bổn mạng của nam và nữ của giáp dần là bổn mạng thủy, năm gặp năm bình địa mộc đã là sinh xuất bổn mạng rồi, là bổn mạng mình vốn dĩ không có mạnh mẽ rồi, mình sinh xuất mà, cho nên nó sẽ yếu đi, và yếu đi thì gặp tháng bính thìn này là tháng thổ nó khắc thủy nữa, cho nên tháng khắc bản mệnh này phải cần cẩn thận nhiều điều. Bổn mạng mình bình thường mình không sợ, nhưng mà bổn mạng mình cái năm này nó yếu, mà gặp một ông kia ông lại vớt mình một đấm nữa thì chắc là mình xỉu, cho nên là cần cẩn thận sức khỏe,
và bệnh nạn nếu không muốn là hối hận ha, dễ xảy ra bất trắc trong tháng này. Tuy nhiên là người mà nam mạng thì có sao mộc đức, nó vẫn đỡ hơn một tí xíu. À, sao mộc đức là hành mộc thiệt, người thủy sinh mộc, dù gì đi nữa nó cũng là tương sinh, có khó khăn hay là như gì nữa nó cũng không sao. Tuy nhiên cái sao người nữ mạng gặp sao thủy diệu á, thì có chuyện buồn, nhưng mà cái sao thủy diệu này nó cùng hành thủy với mạng của mình, cho nên cái chuyện buồn nó không có quá lớn, có thể là mọi chuyện sẽ ok vượt qua. À, thiên can á, thì sinh xuất, nhưng mà thiên can của cả năm là chữ giáp của giáp dần khắc chữ mậu của mậu tức. À, gặp thiên can bị sinh xuất thì rất là dễ hao tài trong công việc, cho nên nhưng mà không có quá lớn ha. Mình đã nói rồi, gặp cái thiên can mà sinh xuất mà giáp khắc mậu mà. À, thiên can của cái chữ giáp là của mình khắc cái của năm là một cái điều khó khăn, công việc nó cũng tương đối không tốt rồi. Tháng này là không hình hại gì hết về mặt tử vi, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành là sinh xuất, cho nên là chắc chắn tháng này sẽ dễ tốn tài cho công việc. Cho nên là người giáp dần thì các anh các chị cần để ý tháng này ha, về cái mặt sức khỏe. Người tuổi dần tiếp theo đó là bính dần, sinh năm 1986. À, có cái tên là Sơn Lâm Chi Hổ, tức là hổ ở trong rừng, mệnh lưu trung hỏa. À, do là anh mới up cái video về tuổi bính dần của tử vi của năm 2018, cho nên anh sẽ không nói lại cái việc tử vi của 2018 đối với người bính dần, mà anh chỉ vào thẳng luôn cái phần người tuổi bính thìn. Ai mà chưa xem thì ai chưa xem được cái tuổi bính dần này đó thì cứ xem đi rồi quay lại xem cái này sau, hoặc là xem cái này đi rồi xong là xem cái kia sau cũng được. Thì nam mạng là mệnh lưu trung hỏa, gặp năm bình địa mộc là tương sinh về bổn mệnh, cho nên bổn mệnh không có cần phải lo toan, sức khỏe khá dồi dào. Thì đúng rồi, các anh này mới ba mấy nhưng mà sức khỏe không dồi dào sao được. Sao thì sao vân hớn, à sao này đem lại rối ren và hay gặp tai nạn nhỏ. Hạn thì thiên tinh, tinh thần bất an, vận niên thì không hề tốt, đó là mã ngộ đau, ngựa trúng thương, xấu. Thiên can bính mậu, à bình hòa, không có gì cả. Nhưng xét về mặt nạp âm ngũ hành á, bính thì hành hỏa, mậu thì thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành là sinh xuất, gây hao tốn trong công việc. Địa chi dần gặp tuất, tam tai cũng là tam hợp, gia đạo rầy rà, nhưng chuyện nó cũng không quá lớn ha. À, có một số trục trặc trục trặc nhưng mà nó không có đến nỗi nào. À, nữ mạng của bính dần là lưu trung hỏa, sao thì sao la hầu, ốm đau hao tốn. À, hạn thì diêm vương, phòng bệnh nặng, vận niên mã ngộ đau, ngựa trúng thương. Thiên can thì cũng như nam ha, địa chi thì cũng như nam. À, như vậy đối với tháng bính thìn thì người bính dần là như sau. Tháng bính thìn thì thổ, người bính dần là hỏa, như vậy hỏa sinh thổ, sinh xuất bản mệnh, theo lẽ sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng, do cái năm này là năm hỏa vượng ha. Can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, cho nên là năm nay là hỏa vượng. Dù có sinh xuất đi nữa thì bổn mạng của cái người bính dần nam nữ mạng này đối với cái tháng bính thìn không có ảnh hưởng gì cả, vì được cả năm mậu tuất tương sinh rồi, cho nên là sinh xuất một chút xíu không ảnh hưởng gì ha. Thiên can á, là cùng là chữ bính, nó thuộc hành hỏa, có hàng can giống nhau, công việc dễ dàng, nếu có khó khăn cũng dễ vượt qua mà giành được cái thắng lợi. Còn địa chi thì cũng giống như các tuổi dần khác, không có xung không có hại về mặt tử vi, nhưng mà địa chi là tương khắc mộc thổ. À, như vậy đối với người mà bính dần thì rõ ràng tháng này không có một cái gì là quá nặng nề đối với các em cả, tại vì các em là được năm hỏa vượng, cho nên sinh xuất một tí xíu ở trong năm tháng bính thìn này thì sức khỏe không là vấn đề ha. Thiên can thì bình hòa, công việc nó sẽ ok. Còn địa chi thì nó khắc về nạp âm ngũ hành thì nó cũng không có quá lớn lao, nhưng mà các em nữ thì thuộc sao la hầu, cho nên các em nữ cần cẩn thận.
chứ không có tốt như là cái sao Vân Hớn. Cái sao Vân Hớn không phải là sao tốt, nhưng mà nó không có tác dụng đối với người Lưu Trung Hỏa. À, cho nên là tháng này, tháng Bính Thìn thì nữ sẽ có nhiều cái sự rối rắm ở trong gia đạo hơn là nam. Nam không có sợ gì hết. À, nữ này có bệnh đi nữa thì cũng nhẹ nhàng thôi, tại vì bổn mạng mình đã nói rồi, hạn thì Diêm Vương phòng bệnh nặng, nhưng mà bổn mạng của các em thì bị sinh xuất trong tháng, cho nên là có thi là bổn mạng bị sinh xuất, cái tật ách bệnh nạn nó sẽ hoàn thành, cho nên là cần cẩn thận. Còn đối với nam thì rõ ràng là không có việc gì xảy ra. Tiếp theo, người tuổi Dần nữa, đó là người tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, gọi là Quá Sơn Chi Hổ, hổ qua rừng, mệnh là thành đầu thổ, đất trên trên thành. Thì người này là do còn nhỏ và chắc chắn là anh sẽ không làm tử vi của cả năm, cho nên là anh sẽ xét tử vi cả năm trước, sau đó anh sẽ đưa vào cái tháng Bính Thìn. Thì thành mạng là thành đầu thổ, nhập năm bình địa mộc là thổ khắc mộc, là năm khắc bản mệnh. Sao thủy diệu có chuyện buồn, hạn thì ngủ mộ, hao tài mất của, vận niên thỏ lộng nguyệt, thỏ dẫn trăng tốt. Thiên can chữ mậu đồng cùng hàng thuận lợi, công việc dễ hanh thông, mọi điều tốt đẹp về công việc đối với lại người Mậu Dần. Địa chi Dần gặp Tuất là tam tai, cũng là tam hợp, cho nên là sẽ có một chút xíu buồn phiền về tình cảm và gia đạo ha. Rồi nữ mạng thì cũng như nam thì mạng là thành đầu thổ, cho nên là bị năm mộc khắc thổ. Tuy nhiên là nữ mạng may mắn hơn nam thì không biến sao thủy diệu, mà là được sao một đức chiếu mạng, gọi là may mắn danh lộc tốt. Hạn thì ngũ mộ, hao tài mất của, vận niên thỏ lộng nguyệt, thỏ dẫn trăng cũng ok. Thiên can thì cũng giống như nam, địa chi cũng giống như nam. Tuy nhiên cái sao một đức đó là nó thuộc hành mộc, mà người mạng là mạng thổ, cho nên là cái sự may mắn mà danh lộc tốt của cái sao một đức này lại không quá tốt lành đối với là cái người mạng thổ của các em nữ. Tại vì là mộc nó khắc thổ mà, thì nó sẽ không có phát huy được cái sự tốt đẹp của cái sao một đức vốn dĩ nó có. À, cho nên là có thể nói không có nhiều điều mà may mắn lắm như mà mong muốn của các em đối với người có sao một đức chiếu mạng. Các em nam á, là sao thủy diệu, đặc biệt là có chuyện buồn. Mà sao thủy diệu hành thủy, người thành đầu thổ, thổ khắc thủy, cho nên là sao với mạng là tương khắc ở trong năm. À, cho nên là coi chừng thật sự có nhiều chuyện buồn ha, thậm chí là có chia ly với tình yêu hoặc là mất mát gì đó, cho nên là cần cẩn thận ha. Hạn thì ngủ mộ, hao tài mất của, cho nên là coi chừng là buồn vì mất tiền chứ không phải mất người yêu đâu. Rồi, như vậy á, xét vào tháng Bính Thìn đối với tuổi Mậu Dần thì mạng là thổ đồng hàng bản mệnh, sức khỏe ổn ha, có bệnh cũng dễ dàng vượt qua. Coi như là mạng mà đồng hàng thì cái chuyện mà mộc nó khắc thổ của mình nó cũng sẽ giảm nhẹ đi, của cả năm nó cũng giảm nhẹ đi. Thiên can Bính Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Bính nó thuộc hành hỏa, Mậu nó thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là về nạp âm ngũ hành thì Bính tương sinh Mậu ha, hỏa sinh thổ, như vậy là thiên can công việc và cuộc sống vốn dĩ không có gì, nhưng mà nội tại thì được tương sinh tốt. Dần mộc thìn thổ thì cũng như ở trên, không hình hại, không có tương khắc nhau, nhưng mà ngũ hành là địa chi tương khắc, có một chút khó khăn về gia đạo, nhưng nó không quá lớn đâu. Đối với tuổi của các em thì buồn phiền về gia đạo một tí xíu, nhưng mà cái sao thủy diệu đối của nam mạng Mậu Dần á, mà gặp cái địa chi mà gọi là tương khắc này thì coi chừng có chuyện buồn thật ha. Để ý có thể là chia ly với tình yêu tình cảm, cho nên là các em cần cẩn thận. Như vậy là anh Ba Tử Vi đã chia sẻ xong cái tử vi của những người tuổi Dần đối với tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch năm 2018. Rất mong là những cái thông tin
mà mình tổng hợp được từ sách vở, từ nhiều nguồn khác nhau, sẽ giúp được mọi người có được cái tháng 3 gọi là khó khăn ha, với những người nhâm dần này, những người canh dần này, mà có được cái thông tin mình biết mình khó khăn để mình cương nhu, mình vượt qua một cách rõ ràng, dễ dàng cho cuộc sống. Nếu như những người tuổi dần xem video thấy hay, xin bấm like hoặc là chia sẻ để cho nhiều người tuổi dần biết hơn cái tử vi của tháng Bính Thìn này, để mà ứng dụng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video tiếp theo của anh Ba chia sẻ, có thể về tử vi của mình hoặc là của người thân, gia đình, bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.